Rộ trò đùa hai vạch ngày cá tháng 4 khiến cộng đồng mạng bức xúc. What the hell? Trên mạng xã hội ngày cá tháng 4, nhiều người đã đăng tải những bức ảnh que thử thai hai vạch với các thông tin hững hờ như mình chưa chồng mà, giờ em phải làm sao, nhà em đã hai đứa rồi lại chuẩn bị được nghỉ ư? Thậm chí đến cả các anh trai cũng năng nổ đăng ảnh hai vạch, người yêu em báo tin em phải làm sao ạ, khiến cộng đồng mạng cảm thấy bội thực. Trò đùa này ăn khách đến độ có một số người khoe hôm nay mình chỉ đi bán que thử thai hai vạch thôi, hay còn gọi là ngày quốc tế hai vạch. Tuy biết đây chỉ là một trò đùa, lôi kéo được nhiều tiếng cười, nhưng không ít người cũng tỏ ra sự khó chịu trước cách đùa cợt này. Tôi cảm thấy rất dị ứng và kỳ thị với trò đùa đem mấy que thử thai hai vạch lên khoe vì nó cực kỳ nhảm. Mình bị dị ứng với mấy trò đùa cợt vô nghĩa. Ảo thật đấy! Một số người quan niệm rằng đây là sự thiêng liêng đối với mỗi người là mẹ. Điều này thể hiện cách ứng xử trân trọng, chứ không phải đem ra để thử đối phương hay để mua vui đùa cợt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những trường hợp trên? Comment ngay cho TB Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!